Anh Mộng Thường ơi, anh Mộng Thường ơi, anh Mộng Thường. Anh nè. Anh Mộng Thường ơi. Cái gì vậy Minh Hoàng, anh ngồi đây mà. Em thấy anh ngồi đó rồi, nhưng mà em không thể nào kiềm chế được bản thân em hết. Em đang bị một cái gì đó anh Mộng Thường ơi. Cứu em anh Mộng Thường ơi. Anh nè. Cứu em với. Bình tĩnh đi, ngồi xuống đây, có cái gì nói anh nghe. Cứu em anh Mộng Thường ơi. Hả? Em khó chịu trong người quá, em khó thở quá anh Mộng Thường ơi. Có anh nè, có gì nói anh nghe. Anh biết làm sao không? Sao? Ngay từ nhỏ á. Ừ. Em bị ám ảnh. Em sợ lắm. Có hai thằng. Một thằng mặt đen, một thằng mặt trắng. Lúc nào nó cũng lại nó rủ em đi theo nó hết trơn á. Mèn ơi, thấy quen. Một thằng mặt đen, một thằng mặt trắng nó rủ em đi mà em không theo nó. Em sợ quá anh Mộng Thường ơi. Hát mặt vô thường. Anh đừng nhắc ngay chuyện đó trước mặt em. Em sợ quá. Có cái nào cứu em không Bình Thường ơi? Anh biết rồi, nhưng mà làm gì hai thằng đó đâu ra mà em sợ. Vậy mình biết sao không? Sao? Hồi nãy lúc anh gọi em qua đây đó. Ừ. Trên đường đi em gặp bác Tư đang đi chợ. Ừ. Mà không biết bác Tư bôi cái gì mà đen đen lên mặt á. Em nhìn thấy em hết hồn. Em hoảng. Cho nên em sợ lắm. Em gặp ai mặt đen mặt trắng là em sợ lắm. Cô em đi. À thôi bình tĩnh, có anh ở đây rồi là em không có sợ bất cứ ai hết. Ừ dạ. Hồi nhỏ là giống như em bị chết hụt đúng không? Chết hụt quá anh. Ừ. Trời ơi, cứu em đi anh Mộng Thường ơi, cứu em đi. Có cái nào cứu em không anh Mộng Thường? Bình tĩnh. Em bị chết hụt, em bị ám ảnh, hiểu không? Dạ. Rồi cái người mặt đen, người mặt trắng á, giống như là dưới Diêm Vương á, họ tới họ gọi hồn em đúng không? Dạ đúng rồi. Em bị ám ảnh tới giờ, không có vấn đề gì hết đó. Vậy là không sao không anh Mộng Thường? Không có sao. Bình tĩnh. Gặp, có nghĩa là gặp bác Tứ là ổng bôi gì mặt đen em sợ đúng không? Dạ đúng rồi. Bình thường, anh cũng bị vậy. Anh bị sao? Trời ơi, anh kể em nghe, anh bị hoài à. Nửa đêm đang ngủ ngon á, đang mơ mộng, một giấc mơ hả? Một giấc mơ tuyệt đẹp, có hoa nè, có bướm nè. Nhìn qua cái thấy vợ anh, bà đắp cái mặt bằng da ô với mè đen á. Trời ơi, anh thấy tưởng quỷ la lên xỉu hoài à. Vậy hả? Ừ, không có vấn đề gì hết trơn á. Cũng hên quá, hên là con vợ em á, nó cũng đắp. Mà nó không đắp mặt trắng, mặt đen. Nó toàn đắp là dưa leo, cà chua, hoặc là trái cây thôi. Mà anh biết sao không? Mỗi lần mà nó đắp á hả, thì... Anh ơi. Sao? Nhắc tới thì ghê quá anh. Em sợ quá anh. Thôi anh ở đây nha. Em về nha anh. Thôi chết tôi rồi. Thùy Linh ơi. Thằng này sao vậy trời? Có chuyện gì, ngày mai nói chuyện em ơi. Ông mày làm gì nửa đêm nửa hôm giật mình vậy, la làng vậy? Chắc chắn ban ngày làm chuyện mờ ám nè Phong. Ừ.
da gì mà xấu quá vậy? Mai cho đắp mặt nạ bùn nha. Trời đất ơi, sao đầu tóc anh thấy ghê vậy? Không có gì hết, anh bình thường, anh bình thường. Ê, ai nhập anh hả? Không, anh đâu có bị ai nhập đâu. Trời, anh có sao không vậy? Sao anh làm em lo quá vậy? Anh bình thường mà, không sao đâu, em đừng quan tâm tới anh. Không sao, mở mắt ra đi. Không, anh sợ bị ám ảnh. Trời, anh thiệt tình luôn á, mấy nay anh bị cái gì á? Ăn uống thì không ăn, ăn chút xíu là ói ra à? Trời đất ơi, có sao không vậy? Đừng ép anh mà, đừng ép anh mở mắt ra mà. Đi bệnh viện nha. Không, anh không đi đâu hết, anh ở nhà. Chứ anh bị cái gì? Anh không bị gì hết, đừng ép anh mở mắt ra mà. Chứ sao mở mắt ra? Không được. Sao vậy? Anh bị ám ảnh mà. Ám ảnh cái gì? Ám ảnh không nói được mà. Mở mắt ra coi. Trời, anh đẹp quá. Cái gì? Mới nói gì vậy? Sao em đẹp quá vậy? Quỷ sớm rồi. Giỡn với tôi phải không? Không có. Thấy em đẹp anh vui. Vui mà nãy giờ làm quá hồn à. Anh hồi hộp quá. Sao? Gì? Thiệt không? Thiệt. Nay sao đẹp dữ vậy? Thiệt hả? Ừ. Trời, nó như nè, em đẹp hơn rồi đó không? Thì đẹp. Trời ơi, vậy là hiệu quả rồi. Gì hiệu quả? Bùn đen. Trời ơi. Hả? Em làm gì? Bùn đen, em đắp bùn đen đó. Đắp bùn đen hả? Hả? Sao quá trời thứ luôn, không chịu đắp. Lựa mấy cái bùn đen thui lui đắp vô mặt gì vậy? Trời, anh không biết gì hết trơn á. Cái chiêu này là bà Tư á, bà chỉ với em đó. Tư nào? Tư chỉ hả? Ừ. Ý sao? Bà nói ha, đắp bùn đen hiệu quả lắm. Bà mới đắp con tuần à. Hồi đó ha, trước khi bà đắp á, bà ra chợ ha, người ta gọi bà là bà không ha. Giờ sau một tuần bà đắp xong ha, bà bước ra chợ, biết người ta gọi bà là gì không? Gọi gì? Chị Tư với bé Tư. Người ta kêu quả bằng chị, bằng bé là người ta thuốc bả đó. Thuốc gì mà thuốc, em cũng muốn trẻ hơn bà Tư nữa. Em muốn trẻ hơn bà Tư luôn hả? Ừ. Em nhỏ tuổi hơn bả mà em đồ trẻ hơn bả luôn hả? À, quên. Nói chung là em muốn trẻ đẹp. Sắp tới ha, em đắp nè, chị Hiền Thuật đắp nè, chị Tiên Sa đắp nè. Bác Tứ cũng đắp luôn. Cả xóm mình đều đắp bụng đen. Tại sao vậy hả? Hả? Tại sao em lúc nào cũng chống đối tôi vậy hả? Em biết là tôi không thích em đắp mặt nạ bùn đen, mà em lúc nào cũng đắp đi vòng vòng trong nhà. Hả? Em có biết là em đắp như vậy, tôi thấy cái bản mặt của em, tôi ăn không ngon, tôi ngủ không yên. Tại sao vậy hả? Hả? Bây giờ tôi nói cô một lần nữa, cô vô nhà, cô gom hết tất cả mặt nạ bùn đen rồi đó, đem qua đây cho tôi. Anh đắp hả? Đắp hả? Cô ăn hết. Thôi hả? Chạy về mà. Ông mệt. Cái gì vậy? À, không có. Anh bữa nay thấy da mặt em đẹp quá, anh tính nựng cái. Anh nãy nha, lại em hết hồn hoài à. Nghe nè, em đẹp thiệt không? Thiệt. Không, ý em hỏi là em đẹp hơn hồi đó không á? Ừ, hơn rồi đó. Vậy hả? Chưa thích quá. Bụng đen hiệu quả ghê luôn á. Hay anh nói như nè, bây giờ á, anh lên Facebook á, anh viết cảm ơn bụng đen giùm em đi. Sao em không viết? Thôi, văn chương anh nó hay hơn em. Nó nghe nè, bây giờ nha, em đẹp mà đúng không? Em sẽ tăng cường đắp thêm bụng đen. Giờ em một ngày em đắp có 1 tiếng bụng đen à. Vậy em tăng cường ngày em đắp 3 tiếng bùn đen. Ý, em đẹp rồi, em cũng muốn chồng em đẹp nữa. Anh cũng đắp bùn đen nha. Tại sao vậy? Tại sao là màu vàng, màu xanh mà không phải là màu đen? Có ai không? Cứu tôi đi. Cứu tôi đây.
Anh Quang, làm gì la âm sầm vậy? Em khổ quá anh Mông Thường ơi. Bị đau mắt đỏ hả? Dạ không có. Chứ bị gì? Anh biết mà, bây giờ em phải làm như vậy, em phải đeo mắt kiến đen như vậy để làm chi? Để mà em vượt qua nỗi sợ hãi. Sợ gì mà phải đeo kiến đen? Anh biết làm sao không? Bây giờ cái vụ mà đắp mặt nạ bùn đen á, nhà nhà đều đắp, người người đều đắp rồi. Cho nên bây giờ là em phải giả bộ em đeo nè, để em tập làm quen. Tất cả bộ thứ xung quanh em đều màu đen, anh hiểu không? Ủa vậy hả? Dạ. Chó này màu đen không? Không, nó màu trắng màu vàng. Trời ơi, vậy là em chưa phá được cái lời nguyền rồi. Thì đó, vẫn còn thấy, không thấy được màu đen. Bộ của mình em khổ quá, anh cũng khổ vậy. Anh sao? Giờ cái bà tiên sa dạ, không biết bà ăn cái giống gì á. Nghe lời ai nói. Bây giờ hả, bà ngủ cũng đắp mặt nạ đen, đi chợ cũng đắp mặt nạ, rồi bưng đồ ăn cho khách cũng đắp mặt nạ. Bây giờ tới nỗi ăn cơm cũng đắp mặt nạ nữa. Anh bị ám ảnh quá, anh sợ anh trốn qua đây nè. Ai ngờ em cũng bị như anh luôn hả? Dạ đúng rồi anh ơi. Bây giờ sao ta? Ê, quen rồi. Cái gì? Quen rồi. Hình như anh cũng đắp mặt nạ đen đúng không? Ừ. Anh đắp mặt nạ đen đúng không? Không của mày. Mặt anh có đắp đâu. Chưa quen lắm. Trời ơi. Trời ơi. Gì vậy? Alo. Alo. Trời ơi. Trời ơi. Thiệt hả? Thiệt hả? Chết em rồi anh Mộng Thường ơi. Sao vậy? Con vợ em đây. Một lát nữa nó về nó đắp mặt nạ đen cho em. Trời ơi. Sao nó vậy? Bà ơi, bà chuẩn bị bộ nhà cho anh rồi. Chết.